Hello quý vị và các bạn thân mến. Sau cơn mưa trời lại nắng. Hôm nay là ngày 7/1/2021. 2 giờ trưa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Tony xin tổng chào everybody cũng như là welcome back to my channel. Rồi thì trong cái buổi trưa ngày hôm nay Tony xin chia sẻ với các bạn những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái chuyện gia hạn tiền thất nghiệp. 300 gia hạn khi nào các bạn có, và Tony sẽ chia sẻ với các bạn danh sách gần 40 cái tiểu bang đã gỡ ra và sẽ bắt đầu gỡ ra cái 300 gia hạn tiền thất nghiệp. Và nếu các bạn nhận 300 này thì ai sẽ đủ điều kiện để nhận, cũng như là nhận được bao lâu, ai sẽ đủ điều kiện để nhận $400 và tiểu bang nào sẽ trả $400. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong cái buổi trưa ngày thứ năm, mời các bạn theo dõi nhé. Cái dự luật kích thích kinh tế mà mới vừa được Tổng thống Trump ký vào ngày 27/12/2020, tức là hồi tháng rồi đó các bạn, nó trị giá $900 tỷ. Thì trong cái $900 tỷ này nó có rất là nhiều cái chương trình hỗ trợ các bạn. Thứ nhất là ví dụ nè, EIDL nè, PPP đợt 2 nè, rồi cái chuyện mà $600 đến mỗi một đầu người nè. Bên cạnh đó nó có $300 gia hạn thất nghiệp từ liên bang, nó cũng nằm trong cái gói 900 tỷ này luôn. Thì sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn ai sẽ là người đủ điều kiện để nhận cái 300 từ cái liên bang này, để các bạn khỏi phải phân vân hoặc là confusion. Tại vì có rất là nhiều bạn nói em làm 1099, em làm thợ nail, em làm thợ tóc, không biết em có đủ cái điều kiện để nhận cái 300 gia hạn từ liên bang này hay là không. Thì sau đây mời các bạn nghe những ai đủ điều kiện nha. Thứ nhất là những người mà thất nghiệp truyền thống thì khỏi nói, lời W2 thì dĩ nhiên là đủ điều kiện rồi, đúng không các bạn? Khỏi bàn. Rồi bây giờ bắt đầu mình nói những người kế tiếp nè. Sau đó là tới những người là làm nghề tự do nè, tự kinh doanh nè, lao động theo hợp đồng nè, và những người thất nghiệp dài hạn nè. Đó là những cái người mà đủ tiêu chuẩn để mà nhận cái 300 từ liên bang này. Và một cái đặc điểm nữa là cái 300 này nó không có cái điều kiện gì giống như mà 300 cách đây mấy tháng mà Tổng thống Trump ký emergency á, các bạn nhớ không? Cái này nó không phải giống như vậy. Cái này nó giống cái 600 hồi tháng 3 đó, tại vì cái này là một cái gói cứu trợ từ Quốc hội thông qua các bạn nhé. Thành ra nó giống như là cái gói cứu trợ đợt 1 vậy. Rồi sau đây thì tôi này xin chia sẻ với các bạn gần 40 cái tiểu bang đã gỡ ra và đang chuẩn bị gỡ ra từ này. Các bạn nghe coi có cái tên tiểu bang của các bạn đang sinh sống hay không nha. Mời các bạn theo dõi. Bây giờ thì Tony sẽ bắt đầu đọc chậm chậm để các bạn nghe coi có cái tên tiểu bang của các bạn đang sinh sống không nha. Alabama, Arizona, California, Connecticut, Delaware, Washington DC, Georgia, Idaho, Illinois, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New York, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Tennessee, Texas, West Virginia. Đó là khoảng 37 tiểu bang đã bắt đầu gỡ ra từ ngày thứ hai, và nếu tiểu bang nào chưa nhận được nằm trong cái list này cũng sẽ bắt đầu gỡ ra vào tuần này. Và riêng tiểu bang California thì nghe nói là cái chương trình PUA cũng như là PEUC sẽ bắt đầu gỡ ra vào tuần này đó các bạn. Tiểu bang California, Montana và South Carolina, Utah, Vermont, Washington. Đó là những cái tiểu bang mà bắt đầu gỡ ra cho cái chương trình PUA cũng như là PEUC trong tuần này. Và Tony xin chia sẻ với các bạn một cái thông tin này nè. Thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái hệ thống quản lý cái chương trình, cái sở thất nghiệp khác nhau. Cho nên có thể có một vài tiểu bang gỡ ra tuần này, có một vài tiểu bang sẽ gỡ ra giữa tháng 1. Nhưng doesn't matter. Nếu các bạn đang trong tình trạng thất nghiệp và đủ điều kiện thì các bạn sẽ lãnh tròn vẹn 11 tuần. Thành ra cho dù các bạn lãnh trước thì các bạn cũng sẽ lãnh 11 tuần. Mà các bạn lãnh sau các bạn cũng lãnh 11 tuần. Mà các bạn lãnh trễ các bạn cũng lãnh 11 tuần đó. Tức là tùy theo mỗi một cái tiểu bang,
cái sở thất nghiệp người ta làm việc có thể nhanh, có thể chậm các bạn, nhưng doesn't matter, các bạn cũng sẽ lãnh đủ 11 tuần theo cái đạo lực của cái gói 900 tỷ đô la. Và có nhiều bạn đang thắc mắc là như thế này, à ngày 26 tới tháng 12 thì em đã hết hạn rồi, vậy thì cái thông tin này sẽ làm cho các bạn vui đây. Thì tất cả những người lao động mà đang trong tình trạng thất nghiệp sẽ được hưởng toàn bộ 11 tuần gia hạn từ liên bang. Bên cạnh đó cho dù cái tiền trong cái account thất nghiệp của các bạn đã hết hạn ngày 26 tới tháng 12 đi, nhưng mà người ta cũng sẽ tính cho các bạn bắt đầu từ ngày 27 tây tháng 12 năm 2020 đó, tức là người ta sẽ bắt đầu tính từ cái ngày đó đó các bạn, đếm dài về phía hiện tại bây giờ 11 tuần, thành ra các bạn cũng sẽ nhận được 11 tuần. Các bạn đừng lo lắng cho dù cái account đã bị hết hạn ngày 26 tây tháng 12 nhé. Và đây là một cái thông tin mà nó rất là vui cho nhiều người mà làm hai công việc nè các bạn. Ví dụ nha, các bạn có hai công việc và các bạn lãnh lương theo cái hai kiểu khác nhau. Một cái là tiền lương, ok, nó gọi là tiền lương hỗn hợp. Ví dụ nha, các bạn làm tiền lương bằng check nè, và một cái tiền lương nó gọi là làm nghề tự do hay là những cái nhà thầu độc lập hay sao đó. Thì ví dụ các bạn có cái đó đó, hai cái nó hỗn hợp lại với nhau, các bạn lãnh hai cái hỗn hợp lại với nhau như vậy đó, thì các bạn có thể được thêm 100 đô la trên cái 300 đó. Tức là ví dụ nha, các bạn lãnh cái thất nghiệp của tiểu bang cộng với cái 300 liên bang và cộng thêm 100 nữa, cái nó gọi là 100 extra đó các bạn đó, thì có thể là những cái tiểu bang sau đây sẽ bắt đầu sử dụng cái chương trình đó nè các bạn: Florida, Illinois, Minnesota và New York đã tuyên bố là có ý định làm như vậy đó các bạn. Thì đây cũng là một cái tin vui cho những ai mà lãnh tiền hỗn hợp, lãnh hai thứ đó. Vậy thì bao giờ cái 300 này nó mới hết hạn và cái chương trình PUA và PEUC sẽ bị loại bỏ? Sau đây mời các bạn nghe nhé. Cái 300 gia hạn này nó sẽ kết thúc vào ngày 14 tây tháng 3 năm 2021. Rồi các chương trình PUA và PEUC sẽ bị loại bỏ ngày 11 tây tháng 4 năm 2021. Đó là những cái thông tin mà hiện tại bây giờ Tony mới vừa cập nhật được, dính dáng tới cái chuyện tiền thất nghiệp. Rồi thì sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi trưa ngày thứ năm, Tony đã chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà nó rất là cần thiết cho hàng triệu người. Tại vì hiện tại bây giờ thì cũng như các bạn đã biết, nếu mà mình đang ở trong một cái tiểu bang nào mà chi phí đắt đỏ, ví dụ đi Washington DC hay là New York hay là California, mà mình chỉ lãnh được cái tiền thất nghiệp của tiểu bang không đấy, thì có thể mình sẽ gặp một cái khó khăn về chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu có 300 này thì cũng sẽ giúp ích cho mình được trong cái cuộc sống hàng ngày các bạn nhé. Thì đây cũng là một cái tin vui cho rất là nhiều người, hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi con dịch vật mà phải bị thất nghiệp hoặc là bị giảm giờ làm hay là bị giảm income. Sau giờ phút nhanh gọn lẹ thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những cái giây phút quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ cũng như để lại một cái like ủng hộ tinh thần cho channel và Tony nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.